Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chính sách pháp luật phát trên kênh của báo Lâm Đồng Online. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, đối tượng học sinh tham gia giao thông đông hơn trước với các phương tiện đi lại mà các em sử dụng cũng rất đa dạng như là xe đạp điện và thậm chí là xe máy. Chính vì vậy thì vấn đề an toàn giao thông của các em học sinh phổ thông thường được nhà trường và các bậc phụ huynh quan tâm hơn hết. Song song với đó là tình trạng vi phạm luật giao thông ở lứa tuổi học sinh luôn là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và toàn xã hội. Chính vì vậy thì bảo đảm trật tự an toàn giao thông học đường cũng như là phòng tránh tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh là vấn đề được quan tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung của tỉnh nhà. Và để có thể hiểu rõ hơn thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Thằng Hai đi học lớp mà giờ này vẫn chưa thấy về. Con gọi điện nó xem như thế nào rồi. Dạ nãy con gọi anh Hai rồi mà điện thoại anh Hai cứ ở e đó ba. Mà cũng thiệt tình nữa, sao con coi điện thoại hoài vậy? Dạ tóc đồ hệ mắt hệ não lắm đó. Dạ đâu có đâu ba. Con đang coi mấy clip về tuyên truyền an toàn giao thông nè ba. Thì không đó. Dạ thiệt, trường con đang chuẩn bị hội diễn tuyên truyền an toàn giao thông nè ba. Vậy thì tốt, mà con coi điện lại cho thằng Hai như thế nào rồi. Dạ. Trời ơi, có sao không vậy hai đứa? Trời anh Hai, có sao không anh Hai? Đi đứng kiểu gì mà để té như vậy hả? Giao vô lấy bông băng băng danh hai con đi. Dạ. Chuyện gì xảy ra giờ có sao không? Dạ không sao đâu á. Tụi con đang qua đường thì có hai thằng phóng nhanh xém tông dính vận con, nhưng may mà con né kịp là chạy ngã vô lề. May quá có bác tám ở đó. Ừ đúng rồi đó, tôi thấy hai ba thằng nó chạy vùn vùn. Mà đứa nhỏ đúng lúc tụi nhỏ xi nhan qua đường thế là rồng. Mà hình như tôi thấy mấy đứa nhỏ say rượu hay sao đấy, cũng coi thử. Hai đứa uống rượu hả? Chỉ có một chút rồi ba. Không phải một chút đâu ba, con thấy say lắm. Thiệt tình tham gia giao thông mà còn uống rượu bia nữa. Có biết về phạm luật giao thông không? Lần sau không được về nữa nghe chưa? Dạ. Dạ. Chuyện gì bạn con vô nghỉ đi. Dạ. Ra lấy nước để ba rót cho. Dạ. Mày có anh ở đây với tôi không biết làm sao nữa. Ừ, sao tôi đâu rụng buồn. Tôi thấy mấy đứa mày mà đứa nhỏ không bị sao. Mà tôi thấy bây giờ mấy đứa trẻ bây giờ cứ say rượu đồ phóng ẩu không à. Tôi cũng mong sao sau này hai đứa nhỏ và mọi người nắm rõ luật giao thông để tham gia giao thông thật an toàn, thật văn hóa. Ừ, tôi cũng mong vậy. Vừa rồi thì chị Minh Thư cùng với anh Nguyệt mình đã xem một cái tiểu phẩm. Dường như là thông qua cái tiểu phẩm này đã dấy lên một cái hồi chuông cũng khá là báo động đối với tình trạng là trẻ vị thanh niên mà đã chạy xe cũng như là khi tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia đúng không? Vậy thì đối với những vấn đề này thì nguyên tắc xử phạt sẽ được xử lý như thế nào ạ? Cảm ơn anh Nguyệt về câu hỏi vừa rồi. Đầu tiên là nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên. Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Và được quy định tại khoản 3 điều 134 của luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, quyết định mức xử phạt phải nhẹ hơn so với người đã thành niên. Nguyên tắc thứ hai là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền. Nguyên tắc thứ ba là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền không quá 1/2 mức phạt đối với người đã thành niên. Trong trường hợp mà người chưa thành niên không có đủ tiền để nộp, không có khả năng để mà nộp, thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải có trách nhiệm để nộp thay cho con của mình. Vậy thì bên cạnh là việc xử phạt về vi phạm hành chính, thì còn có hình thức xử phạt và kỷ luật nào nữa không ạ? Vừa rồi đó là nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên. Thì đối với tiểu phẩm này, chúng ta sẽ quay lại với những cái thông tin, những cái tình tiết trong tiểu phẩm. Thì sẽ có 4 nội dung liên quan đến pháp luật mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất, đó là cái chi tiết 2-3 người chạy vụt qua, xẹt qua và với một cái tốc độ rất nhanh. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận diện về mặt hành vi, đó là hành vi điều khiển xe vượt quá tốc độ. Nếu vượt quá tốc độ từ 5 km đến dưới 10 km, thì mức phạt sẽ là từ 300 đến 400 ngàn đồng. Có nghĩa rằng là, mình lấy một ví dụ, nếu như mà
tốc độ trong nội thành là quy định là 40 km/h, nhưng mà chúng ta chạy với cái tốc độ là 45 km đến 50 km, vượt quá từ 5 đến 10 dưới 10 km thì chúng ta sẽ bị phạt ở cái mức là 300 đến 400 ngàn. Trong trường hợp nếu mà chạy vượt quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h thì mức phạt sẽ cao hơn gần gấp đôi, đó là từ 800 đến 1 triệu đồng. Còn nếu như mà vượt quá tốc độ trên 20 km/h, ví dụ như tốc độ quy định là 40 nhưng mà chúng ta chạy 60 km/h thì cái mức phạt rất cao, đó là từ 4 triệu đến 5 triệu đồng cho một trường hợp vi phạm. Hành vi nhận diện thứ hai trong tiểu phẩm đó là 2-3 người đã chạy với tốc độ nhanh và va quệt vào bạn Hoàng. Lúc đó bạn Hoàng đang rẽ vào trong nhà thì may là bạn Hoàng không việc gì. Nhưng nếu như bạn Hoàng có xảy ra tai nạn, mình đặt giả dụ trong trường hợp đó, thì trường hợp mà người gây ra tai nạn không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn hoặc không tham gia để mà cứu giúp cho cái người gặp tai nạn thì hành vi này sẽ bị phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Căn cứ pháp lý để thực hiện đó là điểm D khoản 8 của điều 6 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đồng thời với xử phạt vi phạm hành chính này thì đối tượng đó còn bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn từ 3 đến 5 tháng. Chi tiết thứ ba trong tiểu phẩm đó là 2-3 người này đã chạy vượt quá tốc độ quy định, sau đó va phải một người và sau khi tổ thanh tra giao thông kiểm tra thì thấy có nồng độ cồn trong máu. Thì trong trường hợp này nếu như có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở thì sẽ bị cái mức xử phạt thấp nhất đó là 2 triệu đồng và mức cao nhất đó là mức xử phạt 8 triệu đồng. Tùy vào cái nồng độ cồn trong máu hoặc là hơi thở mà cái mức xử phạt nó sẽ ở những cái mức tương ứng. Đồng thời với cái mức xử phạt về tiền thì còn bị tước giấy phép lái xe và cái mức thấp nhất là 10 tháng và mức cao nhất là 24 tháng. Và cũng có thêm một điều lưu ý đó là đối với người tham gia giao thông mà không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì cũng sẽ bị tước giấy phép lái xe trong khoảng thời gian là 22 đến 24 tháng. Đó là cái hình thức xử phạt tước giấy phép lái xe cao nhất đối với cái trường hợp mà không tuân thủ cái yêu cầu của người thi hành công vụ. Và cái chi tiết cuối cùng đó chính là chi tiết đối với bạn Hoàng. Bạn Hoàng là một học sinh nhưng mà bạn ấy lại tham gia một buổi họp lớp và do quá vui cho nên bạn ấy đã có uống một ít rượu bia, sau đó bạn ấy di chuyển về nhà. Thì trường hợp bạn Hoàng là trong tiểu phẩm, nếu như mà người thi hành công vụ yêu cầu bạn Hoàng phải kiểm tra nồng độ cồn trong máu trong cái thời gian mà bạn di chuyển từ cái nơi trường đến về nhà thì và nếu có kết quả là có nồng độ cồn vượt quá quy định thì bạn Hoàng sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính với mức hình phạt thì không quá 1/2 mức hình phạt so với người thành niên giống như những trường hợp phía trên. Vậy thì thông qua những chia sẻ của chị thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào về những quy định pháp luật đối với những hành vi là vi phạm về luật giao thông đường bộ đúng không ạ? Vậy thì đối với tiểu phẩm này thì chị có chia sẻ những cái thông điệp gì đến cho quý vị phụ huynh cũng như là những người tham gia giao thông không ạ? Cảm ơn Ánh Nguyệt. Tuy là tiểu phẩm không có dài, nó chỉ ngắn ngủi như thế thôi, nhưng mà thông điệp của tiểu phẩm gửi đến chúng ta rất là nhiều. Thì các quy định của pháp luật giao thông đường bộ đã được nêu ra chi tiết cụ thể với mục đích sẽ gửi đến cho chúng ta các thông điệp hiệu quả như sau: nhanh một giây, chậm một đời, better late than never, đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, drive, don't fly, đã uống rượu bia thì không lái xe, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, traffic safety is the happiness of everyone. Năm học mới 2023 và 2024 đã đến. Xin chúc các bạn học sinh thương yêu của chúng ta luôn chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, luôn an toàn khi tham gia giao thông và chào đón năm học mới thật tuyệt vời. Xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông điệp rất đáng yêu từ phía chị Minh Thư. Thưa quý vị, và với tất cả những thông tin mà ngày hôm nay chị Minh Thư đã chia sẻ đến cho chương trình thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta đã có thể phần nào hiểu rõ hơn về các quy định xử phạt trong quá trình tham gia giao thông nếu như chúng ta là người vi phạm. Và trong những chương trình tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến những vấn đề đang nổi cộm trong thời điểm hiện nay. Và đến đây thì chương trình tư vấn chính sách pháp luật cũng xin được phép khép lại. Ánh Nguyệt cùng với báo cáo viên Minh Thư xin kính chào và hẹn gặp lại.